Nóng, mình vừa phát hiện một vùng đất siêu phẩm ngay sát sân bay Long Thành, bao quanh bởi các khu công nghiệp và đường lớn, nhưng giá cả lại vô cùng hợp lý. Và đây là huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Huyện Long Thành là một vùng đất có vị trí địa lý chiến lược. Nó được bao quanh bởi bốn bề là các khu công nghiệp. Chỉ vài km là chúng ta đã có thể tới được các khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Lộc An, Bình Sơn, An Phước, Tam Phước hay là rất nhiều các công ty lớn. Và sân bay Long Thành là một trong những sân bay lớn nhất của Việt Nam. Khu vực này còn có vai trò kết nối giao thông, nằm gần các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 511 và cao tốc Long Thành đến Dầu Giây, giúp kết nối thuận tiện với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đây là một môi trường sống lý tưởng. Khu dân cư Long Thành được quy hoạch với nhiều không gian xanh và công viên, mang đến môi trường sống trong lành và dễ chịu. Cơ sở hạ tầng hiện đại, khu vực này có hệ thống giáo dục và y tế được đầu tư đồng bộ. Các trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở giải trí cũng đang được phát triển. Tuy khu vực này có tiềm năng rất lớn nhưng lại có giá bất động sản lại vô cùng hợp lý so với thành phố Hồ Chí Minh và chi phí sinh hoạt thấp hơn so với các khu vực đô thị lớn. Với các dự án hạ tầng lớn và tiềm năng phát triển kinh tế, giá trị bất động sản tại Long Thành dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai, tạo cơ hội đầu tư bền vững cho người mua. Vào ngay hillland.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc nha.